Các bạn thân mến, hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bạn cách làm tỏi đen ở vùng quê biên giới chúng tôi. Trước mắt thì muốn làm được tỏi đen thì chúng ta phải có tỏi tươi. Và đây tỏi tươi chúng tôi đã chuẩn bị đây, nó đây đó. Cái tỏi này thì là tỏi cô đơn, có nghĩa là nó chỉ có một cái tép một duy nhất này các bạn. Chứ không phải là nó nhiều tép nha. Nó tỏi này tôi mua ở Lý Sơn 80.000 một ký, và đây một ký. Bởi vì cái nồi của tôi chỉ làm được một ký tỏi thôi. Đó. Cho nên tôi mua một ký, hơn một ký chút xíu. Đấy, và chọn những cái loại tỏi tốt nhất. Mặc dù trông nó cứ tím tím như vậy ấy, thế nhưng mà nó là một loại tỏi tốt nhất của Lý Sơn, có 80.000 một ký. Người ta gửi tận nhà. Bây giờ là cái thời đại 4.0, mình muốn mua ở đâu trên đất nước Việt Nam này đều được hết, người ta sẽ gửi về tận nhà luôn. Thế trước tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn cách làm tỏi đen của vùng quê biên giới chúng tôi theo là tiêu chuẩn của người Nhật. Bởi vì thế này, cũng xin chia sẻ với các bạn thế này. Trên mạng thì cũng rất nhiều cách chia sẻ làm tỏi đen. Người ta làm mới chỉ có 12 ngày thôi. Thế nhưng mà riêng tôi thì tôi làm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Làm tỏi đen, một ký tỏi đen cô đơn này thì tôi phải sử dụng cái nồi đây. Và sử dụng trong 60-65 ngày các bạn. Đó thì nó mới đạt được tiêu chuẩn của người Nhật. Và cũng vì là tôi có một người bạn, có một người con ở bên Úc, có gọi điện về mới nói với ổng rằng lý do tại sao mà đúng là tỏi của Việt Nam mà người Nhật ta làm, ta bán ở những siêu thị ở Úc là những một bịch tỏi đen là có những là tính ra tiền Việt Nam là 5 triệu Việt Nam đồng nửa ký tỏi đen. Đó, do một cái hãng Nhật nhập khẩu qua bên Úc. Thế thì có thằng bạn tôi mới chạy sang tôi mới nói lý do gì mà bên Úc người ta bán có nửa ký tỏi đen mà những 5 triệu Việt Nam đồng tính ra tiền mình á. Thế thì lý do gì mà mình không làm theo cái tiêu chuẩn của Nhật Bản là sử dụng phải 60 ngày. Đó, sử dụng cái tỏi đen ở trong cái nồi này phải 60 ngày thì nó mới đạt được những tiêu chuẩn lý hóa. Chứ mà mình mà làm theo cái công thức của người Việt Nam mình là chỉ có 12 ngày ấy, thì có khả năng nó chỉ đen tỏi chứ nó không thể đạt được những yêu cầu lý hóa mà nó công dụng của tỏi đen nó sẽ cung cấp cho cơ thể con người. Và chúng ta cũng biết thừa biết rằng Nhật Bản thì nó là một đất nước mà có dân số già hóa nhất thế giới. Thì lý do gì người ta sống dai được như vậy? Thì lý do là người ta khoa học kỹ thuật người ta tiên tiến, người ta biết cải tiến sức khỏe của người ta bằng những cái thức ăn đồ uống mà về có nguồn gốc thực vật. Thế nói chung quy lại là hôm nay thì tôi xin gửi tới các bạn, chia sẻ với các bạn cách làm tỏi đen của vùng quê biên giới chúng tôi theo tiêu chuẩn của người Nhật là 60 ngày. Thế khi mà tỏi đen mà mua về rồi đây thì chúng ta chỉ cần bóc sơ những cái vỏ ngoài đi thôi. Thế mà mua phải loại một nha các bạn, chọn những cái củ nào mà nó bấm nó chắc chắc tay ấy. Đây. Đó, rất là chắc tay vậy này. Đó, thì chúng ta chọn, chúng ta cho vô cái nồi đây. Chúng ta làm theo tiêu chuẩn của người Nhật là 60 ngày. Và chỉ tiêu lý hóa của nó là phải đạt đúng tiêu chuẩn của người Nhật người ta đã đưa ra. Thì người ta khuyến cáo vậy thì cái chất lượng tỏi đen thì mới đạt yêu cầu. Thế tôi thì tôi làm tỏi đen này cách đây cả năm nay rồi. Và tôi cũng đã sử dụng cả năm nay rồi. Tôi lấy bản thân tôi ra thì làm thí nghiệm. Thì trước kia thì tôi cao huyết áp.
cao huyết áp. Thế và tôi ăn tỏi đen cứ ngày 3 củ đây, ăn 3 củ rồi mới hết thì tôi mới lại bắt đầu làm mẻ mới nữa các bạn. Một ngày tôi ăn 3 củ tỏi đen, đây 3 củ dày đấy, khi mà đã hoàn thành 60 ngày xong thì nó sẽ mình bóc ra nó sẽ tạo thành màu đen ở trong này, thì mình ăn cứ ngày 3 củ, ăn lúc đói buổi sáng ấy. Và tôi ăn được nay cả cả năm nay rồi. Thế thì tôi thấy rằng huyết áp trước của tôi là rất là cao. Đi khám sức khỏe định kỳ thì người ta nói huyết áp bị cao mỡ máu. Thế mà khi mà tôi ăn tỏi đen gần 1 năm ấy, thì tôi hoàn toàn sẽ khỏi mỡ máu. Mỡ trong máu đã giảm đến mức độ là tối thiểu và gan nhiễm mỡ cũng không còn nữa, mà trước thì có nha. Thế và cao huyết áp của tôi cũng là không có. Thế mà sức khỏe của tôi thấy cải thiện rõ rệt. Bởi vì mình muốn điều chế một cái thuốc từ thực vật nào thì mình cứ là thực nghiệm trên người mình trước. Đó, tôi không khuyến cáo các bạn như là làm theo tôi, nhưng mà tôi chỉ chia sẻ với các bạn cách làm tỏi đen của vùng quê biên giới theo kiểu và theo cách theo kỹ thuật của người Nhật. Đó. Và người Nhật làm theo cái tiêu chuẩn này, người ta bán ở bên Úc, những cái siêu thị bên Úc ấy, thì là những 5 triệu một nửa kg. Thế. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải nói rằng cái tỏi đen này ấy, thì những nhà chuyên môn khuyến cáo là nó có khả năng là trị được những 13, 14 chứng bệnh của con người ta cơ. Già trẻ từ 12 tuổi đổ lên đều sử dụng được hết, nhưng mà tất nhiên không phải là chúng ta lạm dụng. Chúng ta chỉ cần là một ngày ăn 3 củ tỏi mà đã điều chế được là thành tỏi đen. Thế quay lại cái chuyện mà chia sẻ cái cách làm tỏi đen của Nhật Bản ở vùng quê biên giới chúng tôi ấy, thì như thế này. Đây, tỏi các bạn mua về đây cũng như tôi này. Đó. Đây. Đấy. Ta chọn những củ tỏi thì nào mà cứng ta sắp xếp nó vào đây các bạn. Sắp xếp nó vào cái khay này. Để đỡ mất thời gian ấy, thì tôi sẽ tắt máy và tôi sẽ tiếp tục trình bày với các bạn. Các bạn thân mến, đây tỏi đen tôi đã sắp xếp vào trong cái khay này rồi đây. Và tôi đã cho vô nồi. Đây, tôi sắp xếp khay. Đó. 1 ký tỏi đen tôi cho vô 2 lớp này. Đó. Nó đặt trong đây. Đấy. Đặt vô rồi đó. Thế. Thế tôi xin trình bày tiếp với các bạn như thế này. Cái cách công thức của người Nhật đó, thì người ta sử dụng tỏi đen và cho vào trong cái nồi này sấy từ 60 đến 65 ngày. Đó. Ở Việt Nam mình thì trên mạng thì chia sẻ rất là nhiều cách làm cũng nồi tỏi đen công thức của Nhật như thế này. Đấy. Nhưng mà chỉ có 12 ngày thôi. Đấy. Cho tỏi đen vào khay 2 lớp như vậy, đóng nắp lại, bật công tắc lên. Đó. Sử dụng công tắc làm tỏi đen cô đơn. Thế rồi để trong 12 ngày chúng ta bỏ ra để chúng ta sử dụng. Đấy. Thế nhưng mà chia sẻ trên mạng thì không có thể nói cho các bạn biết rằng nhiệt độ ở trong cái nồi này đó là bao nhiêu, độ ẩm là bao nhiêu. Chỉ nói rằng là tỏi đen rửa sạch để ráo cho vô trong cái khay, rồi cho trong nồi cơm điện hoặc nồi đặc trị làm tỏi đen, rồi đóng nắp bật 12 ngày. 12 ngày lấy ra là sử dụng. Đó. Thế thì cái tỏi đó cũng đen vậy, nhưng mà cái công thức lý hóa thì chúng ta hoàn toàn không biết. Và trong 12 ngày đó nhiệt độ ở trong nồi bao nhiêu, độ ẩm bao nhiêu cũng chúng ta cũng không biết. Đó, thế nhưng mà người Nhật người ta chỉ thì rất kỹ càng. Khi mà tỏi cô đơn đó, tỏi của Việt Nam á, loại tỏi loại 1 đó cho cho nồi, cũng xếp cho như tôi xếp đó. Thì nhiệt độ ở trong nồi sử dụng trong 60 ngày đến 65 ngày ấy, thì nhiệt độ ở trong nồi lúc nào cũng phải từ 50 độ đổ lên đến 80 độ nha các bạn. Thế và cứ 12 ngày một lần thì chúng ta mở ra chúng ta kiểm tra coi xem là cái nhiệt độ có đủ hay không. Và cái độ ẩm có đủ hay không? Độ ẩm ở trong nồi á, nhiệt độ là từ 50 đến 80 độ.
và độ ẩm từ 85 đến 90 độ. Đó. Trong thời gian mà chúng ta làm tỏi đen, chứ không phải là chúng ta cứ cho tỏi đen vô trong nồi rồi chúng ta bật lên 12 ngày sau chúng ta mang ra chúng ta sử dụng. Thì tất nhiên là tỏi cũng đen, nhưng mà cái tính chất lý hóa của tỏi đen á, nó sẽ chưa đạt được tiêu chuẩn là trị được những 12 thứ bệnh, 13 thứ bệnh cơ. Đó. Cho nên là tôi làm theo cách, cái vùng biên giới của tôi làm theo cách của người Nhật á, thì bản thân tôi đã thấy rằng là mỡ máu của tôi không còn này, gan nhiễm mỡ không còn này. Đó. Tôi chỉ có hai cái bệnh đó thôi thì tôi thấy không còn. Thế và đau khớp, đau tùy tôi thì chẳng chẳng khi nào đau khớp cả, cho nên tôi không có biết. Thế nhưng chỉ có trị mỡ máu thì tôi thấy đặc đặc trị, gan nhiễm mỡ đặc trị. Và xin nói tiếp rằng là cái nhiệt độ trong nồi lúc nào cũng từ 50 độ đến 80 độ nha các bạn. 12 ngày chúng ta mở ra chúng ta kiểm tra một lần. Thế có nhiều bạn chia sẻ trên mạng nói mất khi mất điện, cúp điện nó 5 ngày trở xuống thì chúng ta có thể sử dụng được. Rồi mất điện 5 ngày trở lên chúng ta không sử dụng nữa, chúng ta bỏ cả cái mớ tỏi đó đi. Không phải như vậy các bạn. Đó. Khi mà nhiệt độ của chúng ta dù mất điện hay cúp điện, chúng ta làm sao mà trong nồi của chúng ta lúc nào nhiệt độ cũng là từ 50 đến 80 độ, độ ẩm lúc nào cũng từ 85 đến 90 độ. Dù mất điện thì chúng ta cũng vẫn tạo được ra cái nhiệt độ và cái độ ẩm đó. Thì là cái cúp điện hay không cúp điện không quan trọng. Quan trọng là chúng ta giữ được nhiệt ở trong nồi nó đạt được tiêu chuẩn đó, thì trong vòng 60 đến 65 ngày ấy, tỏi nó lên men, nó tạo thành một cái tính chất lý hóa rất là có lợi cho sức khỏe khi mà chúng ta một ngày ăn 3 củ vào lúc đói. Đó. Thế cụ thể ở cái mô hình này tôi các bạn sẽ hỏi rằng thế mấy cái hũ tròn tròn mà chứa cái gì nước ở trên đó là cái gì? Thì đó là tạo độ ẩm đó các bạn. Mặc dù nhiệt độ ở trong nồi là phải từ 50 độ đến 80 độ, thế nhưng mà độ ẩm rất là quan trọng. Theo như người Nhật người ta chia sẻ thì độ ẩm và nhiệt độ nó phải rất là cân bằng nhau thì cái củ tỏi của chúng ta thì nó mới có được tính chất lý hóa trong 60 ngày ấy, nó mới tạo được tính chất lý hóa nó mới là cao nhất. Đó. Nói theo các nhà chuyên môn ấy, thì nó có một cái chất gì đó là mình thì không là chuyên môn, mình chỉ là biết là xử lý theo cái cách của người ta làm và mình ăn và mình thấy hiệu quả thôi. Chứ còn người ta phân tích ra thì nó rất nhiều những chất chống đủ thứ hết đó. Đó. Rất là tốt cho sức khỏe. Chính vì lý do đó cho nên là cái người Nhật người ta sống rất là dài, dài nhất trên thế giới. Thế bây giờ quay lại cái chuyện vùng biên giới chúng tôi chế tạo cái tỏi đen theo công nghệ của người Nhật đó. Thì các bạn phải biết rằng là thế giờ 12 ngày chúng ta mở cái thùng làm tỏi đen này ra thì sao mà chúng ta biết là nhiệt độ bao nhiêu và độ ẩm bao nhiêu? Ở đây tôi xin trẻ bác này. Đó. Tất nhiên là các bạn phải có thêm một cái nhiệt ẩm kế. Đây. Nhiệt ẩm kế là cái gì? Có nghĩa là nhiệt là đo nhiệt độ, ẩm là đo ẩm độ. Cái vòng tròn lớn bên ngoài ấy, nó chỉ từ âm 40 độ đến dương 50 độ. Đó, có cái kim chỉ đó. Hiện tại bây giờ là vùng quê bên dưới chúng tôi giờ là 26 độ. Đó. Giờ khoảng cỡ 6 rưỡi 7 giờ là 26 độ. Và độ ẩm là 88%, bởi vì hôm nay trời mưa, mấy ngày nay trời mưa suốt các bạn. Đó. Độ ẩm thì tạm được, thế nhưng mà nhiệt độ thì là quá thấp. Đó. Bây giờ chúng ta phải cắm cái nồi vào điện. Cắm cái nồi này đây, cắm cái nồi tỏi này vào điện để chúng ta biết rằng là khi mà cái nồi đạt được tiêu chuẩn từ 50 đến 80 độ thì lúc đó là tỏi nó mới đủ nhiệt độ lên men với cái độ ẩm là 85 độ nha các bạn. Đấy. Quay lại là các bạn phải có một cái này gọi là cái độ ẩm kế. Đó, rất là rẻ tiền thôi. Các bạn lên mua cái loại mà bằng cơ vậy này. Đấy. Của cái hãng nào cũng được. Đó. Nó rẻ tiền thôi, có 200 ngàn thôi. Đó. Đây, chúng ta để vô trong cái nồi này để chúng ta kiểm tra. Đó. 10 ngày chúng ta kiểm tra
chúng ta một lần đó 10 ngày chúng ta kiểm tra một lần, chúng ta để thẳng vô trong nồi ấy, bởi vì nhiệt độ nó chỉ có từ 50 đến 80 độ thôi mà. Đó, và độ ẩm của nó lúc nào cũng là đạt là từ 80 độ, 80 độ ẩm từ 80 độ đổ lên. Đó. 80% á, đó thì là ok, thì tỏi đen nó mới đủ nhiệt độ và độ ẩm để nó tạo thành men. Đó. Tạo thành men trong vòng 60 ngày, cứ 12 ngày chúng ta kiểm tra một lần và chúng ta làm trong 5 lần vậy đó là 60 ngày. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vô nha. Tôi đậy cái nắp xuống. Đây, để cái độ ẩm kế vô rồi. Tôi nắp cái lắp rồi lại. Đó. Đây. Thế và bắt đầu tôi cắm điện vô cái rồi làm tỏi đen là của tôi. Tôi làm theo công nghệ của Nhật là 60 ngày. Khi ta cắm thì nồi nó sẽ chỉ như thế này và chúng ta bật chế độ mở. Mở rồi thì chúng ta bật chế độ là làm tỏi đen cô đơn đây. Khi mà cái đèn nó sáng ở trên đó đó vậy. Đấy, đây cái đèn này sáng này nhấp nháy này các bạn. Đó là nó báo là mình chọn cái chế độ làm tỏi đen cô đơn. Đấy. Và cũng xin nói thêm với các bạn rằng này, chúng ta theo như công thức của người Nhật ấy, thì cái tỏi mà tỏi nhiều tép ấy, là chúng ta không nên làm. Bởi cái tỏi đó dù chúng ta để thì nó cũng sinh cũng không thể nào mà lên men đủ tiêu chuẩn được, cho nên chúng ta không nên làm cái tỏi đó. Thế và chúng ta chỉ làm tỏi cô đơn thôi. Thế thì đây tôi bật lại cho các bạn coi. Đây chúng ta bật máy. Chúng ta bấm lộn thì chúng ta tắt đi. Bấm lại. Đây. Đấy đây. Khi mà cái đèn đỏ nó chớp nháy như thế này ấy, thì là chế độ làm tỏi đen cô đơn. Đây, chế độ 12 ngày đây. Khi mà chúng ta cứ để như thế này đến 12 ngày sau, chúng ta sẽ mở nồi ra, chúng ta kiểm tra ở cái ẩm độ kế này. Đây. Đó. Khi nào nó đạt được là trên 60 độ. Đây, đó, và độ ẩm trên 85 độ thì là tốt, còn không có thì chúng ta sẽ phải tạo nhiệt độ làm sao để cho nó đủ cái nhiệt độ đó và cái ẩm độ đó thì tỏi nó mới đủ tiêu chuẩn để nó lên men. Đó, nha các bạn, đây. Đó, những cái hũ nhỏ là chúng ta để tạo ẩm độ cho tỏi. Và chúng ta đã bật máy trong vòng 12 ngày. Đó, chúng ta để lại. Đó. Đó là toàn cái cảnh mà cách làm tỏi đen theo công nghệ Nhật Bản của vùng quê biên giới chúng tôi. Thế còn trên mạng thì Việt Nam mình thì chỉ làm có 12 ngày thôi. Đó, nhớ các bạn. Thế bây giờ tôi bật lại máy nha. Đây. Bật và tôi để luôn. Tắt máy. Bật lại. Khi nào mà cái núm này nó nhảy đó, đỏ đỏ vậy á thì chúng ta để luôn đó. Bây giờ là chúng ta để luôn vậy á. Nghe các bạn, đó. Và chúng ta bấm núm. Đó. Đó, như vậy là chúng ta sẽ xử lý xong. Và chúng ta cứ để như vậy trong 12 ngày chúng ta đó nó chỉ 12 ngày đó, khi mà hết 12 ngày ấy, thì chúng ta nó sẽ ngày mai nó sẽ là 11 rồi nó giảm dần về không nha các bạn. Đó rồi đến 10 về không chúng ta đã bắt đầu kiểm tra coi nhiệt độ làm sao và 5 lần như vậy nha các bạn. Đó là cách làm tỏi đen của vùng quê biên giới chúng tôi là như thế.